Hello, chào tất cả bà con nha. Hôm nay mình đi câu cá, nghĩa là xăng chỉ có 99 cent, là chưa tới 1 đô la. Là đây là khoảng 23.000 cho 4 lít đó. Là xăng khoảng 6.000 đồng 1 lít thôi. Đốt cứ. Không, ngày hôm nay cái máy này nó bị tè đổ xuống mấy lần luôn rồi, Chưa hư, hư máy nữa. Con này cũng còn nhỏ quá, chắc lớn rồi mình lấy rồi. Mẹ dính hai mình mới dính con, thằng này tới dính hai con luôn. Thank you.
thêm con nữa nè, 9 ngang không, lưỡi móc ngay chỗ đuôi này, móc ngay đây. Cá mổ vịt ngon lắm nha, mấy con lớn nó tới 5-70 kg à, mấy con này nhỏ, mấy con này mà 3 kg. Sáng giờ xảy bao nhiêu con luôn, giờ mới chín được. Thêm con nữa. Thêm con. Cũng bằng con cũng nãy. Mình cần thì con này mới có 3-4 kg à. Mình cần mấy con mà 15-20 kg à. Xài cái lưỡi ba vậy nè, câu giống câu ba tiêu đó, thấy không? Dây nhợ này, dây nhợ 20 kg, xài máy Shimano nè, 4.000 thôi, kéo cá vậy đó, cần dẻo lắm. Go back.
cái này xảy mấy con rồi, giờ dính nữa. Đi hết rồi nha. Thôi bây giờ mình đi về thôi, cái lửa rồi dính cá bự quá, ném dính nó xuống cá bự quá cái nó dây sẵn đứt luôn. Cũng tối rồi. Lúc nãy mình coi dính mấy con mình đứt quay có phim được không nữa. Thằng này nó đang dính con. Giờ cá quá trời luôn. Mấy thằng này nó chui quá, nó thấy vừa thấy dính cái nó tới. Cái giờ mình người này ra người vô thay phim nhau á. Cái gì tạm biệt bà con nha, chào tất cả bà con nha. Ngày mai mình đi câu cá tiếp nữa. Chào bà con, chúc bà con giữ gìn sức khỏe nha.